màu vàng, lấy chủ đạo là màu vàng, là màu cho miếu thích đó. Oh my god, what the man. Cái nước trong order nó dở ghê mấy bạn. Yes. Mà họ xây theo cái kiểu dạng rất là hiện đại. Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube channel của Trâm Tôm. Thì hôm nay Trâm sẽ dẫn các bạn đi review một cái chỗ, một quán cà phê mới ở trong downtown Houston, nó được gọi là La La Land. Nhắc đến La La Land cho các bạn sẽ nhớ đến cái phim La La Land đúng không, của City of Star đó. Bây giờ chúng ta sẽ đi vô coi là nó có như thế nào nha. Được, ở đây có được rất là nhiều các bạn trẻ review là chỗ này đẹp nè, outside đẹp nè, chụp hình sống ảo, check-in các kiểu. Wow, không gian bên trong nhìn đẹp quá. Nhìn cái không gian này họ trang trí rất là professional, nhìn rất là sang. Chưa gì hết là thấy màu vàng là thấy thích rồi. Chị Trâm nghĩ thật sự là họ lấy từ ý tưởng của cái bộ phim La La Land. I think they got the idea from La La Land. Màu vàng, úi màu vàng, lấy chủ đạo là màu vàng, là màu cho miếu thích đó. Wow. Baby. Tại vì cái tên của cái tiệm này nó là La La Land Thai Coffee. Make America Thai again. So we're not Thai anymore. I don't see the tax. So it'll be $29. $29? Or $34, one of those. Oh, $29? You say $29? Oh, okay. $25? $29 or $35? Oh, okay, so how can I check the price? Ask the counter. Oh, okay. And so you have the size? They're all down here. So if we don't have your size, then we're out of stock. Okay. Get one out. No. You one out? No. The material is good. No. Yeah, check. Because today I'm happy, so I'm gonna buy you one. Come. Yeah. I don't want it. I want. Come, I buy you one. We take this. Kai culture. Giờ Trâm sẽ mua cho camera. I'm talking the camera already. Trâm sẽ mua cho camera một cái. Các bạn thấy cái nào đi? Kai culture. Hay là này? Này nè. Lấy này nha. This one. Ha. Huh? Oh. I don't want it. I want. How? I know. If you buy that, you're gonna use it as sleeping coat. That's it. How? I don't want. I want. Oh my god, what the man. Cái nước trong order nó dở ghê mấy bạn. Yeah, speak louder. Y chang như cà đá. Trời, cái quán này, cái ly của chồng nó pha dở như vậy mà không hiểu sao tụi Mỹ nó thích ghê. Đi check in, tụi Mỹ đi lấy check in quá à trời. Kiểu mà dẫn mấy cô, mấy bà Việt Nam đi chắc ăn thử cái đêm đi. Này là gì đây nè? Cinnamon roll. Thử cái chua. Chua hả? Oh my god, your arm looks so fat.
Okay, different angle. Get the cream too, get the cream too. The citrus in it. Ngon á. Giống như có mùi chuối rồi. Có vị chuối đậm á. Cái này ngon á. Cái này ngon đi anh đi. Trời nó đổ trơn rồi. Cinnamon với gì? Thật sự là ở Houston á rất là ít chỗ đi chơi. Không có nhiều chỗ đi chơi đâu mấy bạn, cho nên là hả Trâm thấy khi mà mở ra một cái quán nào đó lạ mới cái thằng bà con hùa nhau đi review quá trời luôn. Giống như cái quán La La Land này nè, Trâm thấy đó trang trí đẹp đẽ nhưng mà nước nó pha bình thường lắm, không có ngon, thậm chí gọi là dở luôn á so với khẩu vị của người Việt ví dụ như Trâm luôn á, nhưng mà nó vẫn đông như thường. Tự tin này. Cái khu vực này là gần đến downtown, cỡ khoảng cách downtown Houston là cỡ khoảng 10 cho tới 15 phút. Là cái khu này hồi trước là nó rất là nghèo, toàn là gần đường sắt. Bây giờ là họ mới build lên cái xong rồi họ đầu tư vô mấy cái khu vực này. Ví dụ như mấy khu vực mà giống như ở đây là gần vô downtown cho nên là đâu có trường học, đâu có khu vui chơi này nọ đâu, rất là chán. Và họ cũng không có phát triển nhiều, thường là dân khu này rất là nghèo. Cái bắt đầu họ hết phát triển mấy cái khu kia rồi thì họ dồn lại đây họ phát triển. Bắt đầu là họ xây khu shopping center, building, rồi shop, rồi cà phê này nọ, nó mọc lên như nấm vậy đó. Mà họ xây theo cái kiểu dạng rất là hiện đại. Nhưng mà Trâm thấy ở đây còn thiếu cây nhiều, còn nắng quá. Mặc dù là ở dưới bóng râm rồi, có cái trần nhà này nọ hết rồi, nhưng mà nó còn nắng lắm. Mấy cái cây này chắc là họ mới bỏ vô này cho nên là còn nhỏ xíu. Cái căn nhà hồi trước đây ở cái khu vực này á là một căn nhà trung bình là cỡ khoảng 120 đến 150 một căn. Bây giờ là muốn mua căn nhà đó là phải gấp 300 là phải gấp 2 lần. Ở đây mình ít khi nào thấy nhà mà dạng như nhà lầu cao tầng 4 5 6 lầu nó mới ít lắm. Let's go do walk around tour. Just walk around. Vậy bây giờ mình đi. Ok. Vậy bây giờ mình đi tham quan coi thử coi cái khu vực này nó còn ngoại trừ ra cái quán cà phê này nè và cái khu shopping center này nó còn những cái gì nữa ha. Bây giờ là mọi người đang đi chụp hình sắm hàng. Tổng thống. Wow, it's really big. They're gonna build this area big, maybe. Cái khu này Trâm nghĩ chắc mai mốt là sẽ có rất là nhiều luôn, nguyên một cái khu trung tâm mua sắm chơi luôn á. They have tới 5 cái building luôn. Let's go nè. Oh my god, this flower smells really good, I think. No, never mind. Do you know the girl named Maddie? Huh? Do you know girl named Maddie? Oh, okay. Well, Raven D, at least you know where what this is. Why? Dạ, cho em nghĩ cái khu vực này mai mốt nó sẽ phát triển lắm luôn á. Nè mấy bạn nhìn mấy cái căn nhà nè. Mê chưa?
xây mà ở vậy, như Trâm mà ở Texas mà xây dạng nhà kiểu hai ba lầu vậy là kiểu diện rất là hiện đại. Nhưng mà ở Houston, đặc biệt là ở Houston, ở Mỹ mà ở Houston á, là bạn thấy xây nhà lầu vậy là kiểu diện mới, họ mới đầu tư invest vô trong cái khu vực này. Trâm nghĩ sớm thôi, mai mốt mấy cái nhãn hàng nào mà lớn nổi tiếng nó cũng vô trong khu này. So I should have listened to my friend. Yeah, you should, and then you rich now. Mặc dù cái khu vực này hiện tại là cho em thấy nó còn là khá mới, còn rất là mới. Nhưng mà mai mốt mà nó phát triển xong xuôi hết rồi là mấy cái nhà này lên vụt vụt luôn á. Even over there is everything new houses. Yeah. New construction. Chinatown, Montrose, Katy, Sugarland Heights. Trời ơi, tất cả là mấy cái quán ăn này nọ là họ đang trong construction hết, đem là mới xây hết luôn, chưa có vô, chưa có thuê nhân viên, chưa có mở cửa luôn. Highline Park. So they can drink here, watch sports. Ôi, cái khu này bự quá chứ. Things like that. They can catch the cat. Don't be lucky. Okay, let's go inside. Let me say here. This view is not bad. Go, keep walking. Trời ơi, tính là đẹp đấy chứ. It's look beautiful nữa. Go. So, in the future, if it's cool, everything, this background gonna be good. Yeah. 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 You want water? Ta có đồ Mỹ, đồ Tàu, đồ Nhật, đồ Ý. What's up? Để coi cái giá ra mình anh đây sao. Look at not bad. So spicy miso. So one is about like 14. Not bad. The price. Giá không có mắc lắm. Ok. Wow. Dễ thương. Wow, look at this. The decoration. I wish here they have more treats. Và một điểm đặc biệt của cái quán này đó chính là bộ bàn ghế màu trắng. Không đặc biệt gì hết trơn. Nhưng mà nó có thể lắc lư được nè mấy bạn, vui lắm. Ở Hilton thật chán thiệt luôn, không có gì để chơi hết. Những cái trò thật là nhảm nhí như vậy.